Đây, giờ đoàn chúng tôi đang đi ra Quỳnh Linh đây. Rồi đây là buồng lái của thuyền trưởng nha. Thuyền trưởng nhà của thầy cô Eli. Đây, đang ghé về để lấy hải sản cho cả nhà. Rồi đây là đèn nhà thuyền nữa. Đây đi cô đây. Rồi giờ tàu chúng tôi đang đi ra Quỳnh. Đây giờ đây đoàn ghe đang đi biển đánh bắt cá này cả. Thank you.
Trên đây nè, ngồi đẹp lắm, ngồi nó đã lắm. Đồ á hả? À đồ mình xuống dưới 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 thân tàu á, mình để cái chỗ ngồi á. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở nhà nha.